Ấn Trọng, Vũ Phong nè, bật cam lên con. Mời mấy bạn vào lớp, mấy bạn mở cam nghe, còn 1 phút nữa cô chiếu đề và ghi bài nha mấy bạn. Cô ơi, tới giờ truy bài rồi cô ơi. Rồi. Cô Bạn mở ơi, sao hôm nay ít quá vậy cô? Ít người á cô. Cô ơi, cô có chia sẻ màn hình gì vậy cô? Rồi con. À, dạ được rồi. Ồ, con thấy rồi. Cô phóng to một xíu được không cô? Hương con. Được chưa vậy? Ôi, to quá. Dạ, dạ, cũng được rồi cô. Cô ơi, cô. Vậy là hôm nay mình chỉ có môn toán thôi đúng không rồi cô? Đúng rồi. Dạ, con biết rồi cô. Mấy bạn đọc đề rồi mấy bạn làm nha, chứ không phải giống bài hôm qua, chụp bài hôm qua nộp cho cô không đúng rồi đó nha. Thank you.
Hôm nay lớp tiến bộ ha, vào lớp đầy đủ rồi nè. Bạn vào lớp đúng giờ bạn mới làm cái bài, mới kịp giờ mới làm, mới có chất lượng được chứ. Thôi cô khảo bài miệng nha. Ủa Mỹ Du, con chưa có kiếm đồ cho em cái điện thoại được hả? Dạ. Cho em xịt xuống nha con. Tìm x trong phép toán 2x bằng 8 là sao? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chị Dũng ơi, con đang làm truy bài, con chị Dũng mở cam lên con. Đây là truy bài mà cô. Ừ, mở cam lên. Để cam mày làm nha con, không có tắt cam nha. Rồi Trường Khánh ơi, cô hỏi bài miệng nha Trường Khánh. Làm cho cô bài xem nào. Nếu cô cho ba đoạn thẳng O A O B O C sao cho O A bằng 2 cm, O B bằng 4 cm, O C bằng 8 cm, so sánh đoạn thẳng O B và O C, yêu cô là OC dài hơn O B. OC dài hơn OB. Ý là con bỏ cái dấu lớn dấu bé. Trường Khánh ơi. Trường Khánh ơi. Ủa chưa xong mà con. Ý là con để cái mũi tên cái dấu mũi lớn dấu bé đó. Con biết ô xe đúng không? Rồi tới dấu gì? Là dấu lớn. Rồi. Rồi, trả lời cô câu số 2. Nếu cách tính biểu thức có dấu ngoặc, cách tính biểu thức không có dấu ngoặc. Không có dấu ngoặc cái gì đó. Rồi con có tính biểu thức không có dấu ngoặc là lũy thừa trước, nhân chia, xong tới cộng trừ. Còn cách tính biểu thức có dấu ngoặc là ngoặc tròn, ngoặc vuông, rồi tới ngoặc nhọn. Nãy con trả lời là không có dấu ngoặc là nhân chia trước hả? Lũy thừa trước còn, lũy thừa là nhân chia tới cộng trừ. Rồi, còn nếu mà trong một phép tính mà có cộng trừ không thì sao? Cộng trừ. Nếu mà trong biểu thức đó chỉ có phép cộng trừ không thì sao con làm sao con? Con ưu con làm ưu tiên thích. Rồi con làm từ trái qua phải thôi cô. Rồi đúng rồi. Làm cho cô câu số 5. Rồi tính giá trị của biểu thức 44 cộng 8 nhân x bằng 10 mũ 4 chia 10 mũ 2. Rồi con. À, 44 44 bằng bao nhiêu? Nhưng... kết quả cho cô là bao nhiêu? Ít bằng 7 con. Rồi. Rồi cô cảm ơn Trường Thanh nha. Gia Bảo cơ sở 1. Gia Bảo. Dạ. Rồi. Dạ. Con làm câu số 5 cho cô đi, con làm con thực hiện phép tính sao con đọc cô nghe coi. Cô là 44 cộng 8 nhân x bằng 10 lũy thừa 2, 44 cộng 8 nhân x bằng 100, 8 nhân x bằng 100 trừ 44, 8 nhân x bằng 56, x bằng 56 chia 8, x bằng 7 ạ. Rồi, giỏi. Câu số 7 không? X bằng bao nhiêu? Con số 7 chưa làm. Bây giờ con làm đi, con nhìn đề con làm luôn đi. Rồi bây giờ trả lời câu số 2 cho cô nè, Gia Bảo. Gia Bảo cơ sở 1 ơi, cô chưa khảo con xong. Dạ. Con làm câu số 2. Cô là ta tính lũy thừa, tính biểu thức không có dấu ngoặc là ta tính lũy thừa trước và tính biểu thức trước thì cách tính không có dấu, cách tính biểu thức không có dấu có giống hoặc là tính ra
Sao con? Xong chưa? Sao bên con nghe nó tịch tịch đó, Gia Bảo ơi. Con trả lời là không có dấu ngoặc là nhân là lũy thừa trước đúng không? Rồi tới nhân chia rồi đến cộng trừ phải không? Dạ, đúng rồi ạ. Rồi, bây giờ biểu thức có dấu ngoặc. Ủa đâu rồi? Dạ. Có dấu ngoặc thì sao con? Có dấu ngoặc thì thực hiện hoặc gì trước nào? À, hoặc là vuông hoặc là tròn. Thực hiện trong do thực hiện biểu thức mà có dấu ngoặc á, là mình phải thực hiện ưu tiên cho dấu ngoặc tròn trước, sau đến dấu ngoặc vuông, rồi đến dấu ngoặc nhọn nha con. Có ba cái ngoặc nữa, cái ngoặc nhọn là cái ngoặc mà mình dùng để viết tập hợp á. Được chưa Gia Bảo? Dạ được rồi ạ. Rồi con làm câu số 3 giúp cô nào. Rồi rồi các bạn đọc bài đi. Đọc câu B bằng 1 chấm khỏe 2.3.5 ạ. Rồi. Rồi cô cảm ơn Gia Bảo. Để các bạn đọc bài thì mấy bạn tắt cam đi. Đọc xong quay lại nha mấy bạn. Bảo Ngọc cơ sở 2. Dạ. Con làm câu số 4 cho cô. Dạ, câu số 4. Kết quả của phép tính 3 lũy thừa 4 nhân 3 lũy thừa 3 được viết dưới dạng lũy thừa là 3 lũy thừa 7. Rồi con, bài số 7 con. Dạ, tìm x trong phép toán sau. 2 lũy thừa x bằng 8. Đầu tiên con đổi ra 8 thành 2 lũy thừa 3, rồi sau đó là x sẽ là bằng 3. Rồi, giỏi. Con làm câu số 3 cho cô nữa thôi. Viết tập hợp B các số tự nhiên khác không và không vượt quá 5. Tập hợp B là 1, 2, 3, 4 và 5. Rồi, cảm ơn. Hôm qua làm rồi, hôm nay làm dễ quá mà phải không? Cô dạy cô ơi, cô. Sao con? Dạy giúp con đi bài 8 cô. Rồi bài 8 cô mời bạn. Bạn làm bài 8 này là cô Hương sửa bài rồi mà Trí Dũng. Đúng không? Để cô mời bạn làm rồi cô sửa luôn nha. Khánh Linh ơi, làm câu đó Khánh Linh. Câu số 8 của A, Khánh Linh ơi. Dạ. Dạ, cho cô là câu số 8 là con ghi là ít, câu A là ít, ít là 5 và hoặc là 3. Ồ, 5 và 3. Còn cái câu B là con ghi là ít là 20 và 10 và 2. Đúng cô. Ủa? Cô kêu làm câu A là đúng câu B hả? Rồi bây giờ nè, được rồi. Câu B con trả lời là cái gì nè, con trả lời lại cho cô nè. Dạ thưa cô, là con trả lời là x là 20 và 10 và 2. Rồi. Chờ xíu rồi cô sửa luôn nha. Câu A là 3 với lại 5 phải không con? Dạ. Dạ,
Rồi. Cho cô xíu rồi cô sửa luôn nha. Cô mời bạn nữa rồi cô sửa luôn. Công Tâm ơi, làm cô bài 8 không? Chưa làm tới hả? Dạ. Nhìn cô đề làm luôn đi con. Rồi Học Minh làm bài số 8. Cô A, cô B đúng cô. Đúng rồi. Học Minh ơi, làm được không con? Đâu rồi bạn không có trả lời cô? Con quên. Học Minh đâu rồi ta? Cô hình như bạn đó không có gì nói đó cô. Mà Học Minh đâu trả lời kết quả đâu, cô mới gọi tên thôi mà. Bằng mở ngoặc ra rồi 1,3,5 đóng ngoặc còn ra con đồng là x bằng. Cái gì nữa con? Học Minh ơi. Dạ. Con trả lời câu A xong rồi hả? Bằng 1,3,5 hả con? Con nói nhỏ quá cô không có nghe được cái Học Minh. Mà đâu mất tiêu rồi. Rồi bạn Nguyễn Anh ơi, làm câu số 8 nữa cô sửa lại nè con. Nguyễn Anh ơi làm số 8 chưa con? Dạ cô. Dạ cô câu A là bằng 1,3,5. Câu B. Câu B con ra là 20, 30, 40 vân vân. Hai mươi, ba mươi, bốn mươi vân vân hả? Dạ. Rồi cô cảm ơn. Rồi cô sửa bài này nè. Câu A mà x là thuộc ước của 15 ha. Ước của 15. Mà x phải thỏa điều kiện là x nhỏ hơn hoặc bằng 5. Đúng không? Bây giờ ước của 15. Ước của 15 là mình có số mấy ta? Để thưa cô là số 1, số 15. Số 1. Số 15, số 3, số 5. Nhưng mà điều kiện là sao? X nhỏ hơn hoặc bằng 5. 5 nữa, cho nên là mình lấy số 1, 3 năm thôi. 1, 3, 5. Đúng rồi. Điều kiện ít nhỏ hoặc bằng 5 nữa thì mình lấy số 1, số 3 và số 5 ha. Rồi còn câu B nè. X thuộc là bội của 10. Bội của 10 ha. Nhưng mà điều kiện ít là ít lớn hơn hoặc bằng 20. Như vậy, lớn hơn hoặc bằng 20 mà Khánh Linh trả lời ít bằng 20. 10 ha, con quên để ý cái chữ bội cô. Bội nè, nhưng mà lớn hơn hoặc bằng 20 mà con trả lời 10 với 2 là chưa có đúng, đúng không? X phải thuộc điều kiện nữa là phải lớn hoặc bằng 20, tức là từ 20 trở lên đó. Như vậy số tròn số mà số tròn trục 20, 30, 40, 50 thì chia hết cho 10 không con? Chia hết. Chia hết rồi. Rồi, như vậy 20, 30, 40, 50 trở lên nữa thì là hết cho 10 nhiều ha. Rồi được không mấy bạn, nắm được câu bài số 8 không? Chưa nắm được cô. Như vậy bạn Yến Oanh sẽ có điểm cộng ha, còn bạn Linh lại không có ha. Biết cho Linh.
Dạ em xin lỗi cô, con quên để cái chữ A bồi. Sao mình đang học mà phải có sai chứ con? Rồi mấy bạn nộp bài nha. Ờ cô dùng xem. Nộp bài cho cô rồi cô. Rồi rồi. Mấy bạn mở cam hết đi để mình học nha. Dạ. Dạ. Cô ơi cô Duyên, cô về cô. Vô rồi con. Cô Duyên vô rồi mà cô Duyên thấy cô đang sửa bài đó. Rồi bạn mở cam lên hết đi để học bài nha. Ai chưa nộp thì lát nữa ra chơi tranh.